Hai bố con sẽ được đi trải nghiệm những thứ mà rất nhiều đứa trẻ muốn được trải nghiệm mà ở vùng quê mới có thôi. Ở đi, đi làm đi, đi. Ngay đi. Đi. Vịt. Vịt đây. Chú vịt này rất là đáng yêu. Vịt đi kìa, đi. Vịt kìa. Đấy. Đấy, thấy không? Vịt đây quê đây họ nuôi và họ sẽ nuôi để lấy trứng. Cái câu này được làm bây giờ là mình cần hỏng. Đấy, vịt rất đẹp. À, không có xuống vịt đó, xuống vịt làm gì? Đi đi. Được. Hả? Ủa, không biết à? Không có. Đi đi ngay cái đó. Khả năng. Ê, từ từ làm đi. Cẩn thận đi. Ok. Nên mình phải đắp bờ. Đắp này để nó tạo được nước. Bắt cua đi. Ốc.
cua đây. Bắt cua nha, bắt cua đây. Đấy chứ. Đây. Để đây này. Đây chạy đây. Đây. Hai. Đây con này biết rồi. Ôi đây. Đi ơi. Đi lên lên. Ốc. Ốc. Nhiều ốc. Cá này. Ơi, nhìn đi đây. Để bắt đầu làm quen được cái chặt kìa. Chặt kìa.
bắt đầu cái đi. Đâu vào đây. Đâu vào đây. Chưa có được cây chanh nữa này. Làm đi. Bắn nào. Đi lên 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 lên. Bắn đấy. Ôi chạch đi ơi. Chơi. À. Bắt đầu đi. Bình nào. Xuống đi Vy. Xuống. Xuống đây. Ở đâu? Ở đâu đây này. Cầm một bộ vào đây. Ở đâu có ai kia. Ở đâu đi. Đây, con đây biết bán đây. Bắt đầu quá. Ôi, bắt đầu quá. Nhiều học kia. Vì là con cá nhá. Ơi cho vào đây, cho vào đây, cho vào đây. Rồi. Thì giờ nhá.
nhiều này. Ngon đấy. Một con này là thế. Đấy. Ở đâu ấy? Bắt thì léo đi. Bắt đâu đi. Rồi được lại đấy. Rồi lên. Rồi bỏ vào đây. Rồi. Rồi đấy nhờ. Đi tiếp tục đi bắt đi. Bi ơi. Bi. Đến kia nhiều kìa. Bi. Đến. Ờ. Nhà độc đây. Bỏ không. Để ông đi. Con kia kìa. Con kia kìa. Đấy. Thấy chưa. Để ông không. À, cầm một lần đưa lên đấy. Đấy, cho vào đây. Cho vào đây. Rồi. Đây, lấy nó đi. Đây, lấy nó đi. Tìm nó đi, đi, đi kiếm. Cua này. Cua. Bao nhiêu đây? Là về đó. Về lên đi, lên đi. Xuống đi. Đi, 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 hả? Đi nhanh lên, đi, 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 đi sang đây. Đây xuống đây, xuống đây. Ra đây rửa sạch nhá. Đi xuống đây. Bắt rồi chứ. Đấy, 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 sang đây. À, sang đây. Đấy. 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 Đấy
anh bận là để tìm vết tắm. Vết tắm lắm. Cá không bắt đâu không sao. Mệt này, mệt như con mèo ấy. Này này, lau qua nào nào. Bùn nhiều thế này. Hai tí nó về tắm nhá. Rồi, tí nó về tắm. Rồi, lau sơ thôi nhá. Rồi, mình ra. Đổ được đây đi, được bẩn đây đi. Ừ. Nó sờ sờ cái gì? Nhìn gì đây? Hả? Nhìn gì đây? Thôi đi ra đi. Đi về, đi nào, đi nhanh lên, đi nào, đi. Để vặn voi nhá, bí về vặn thôi. Chúng ta về lấy cái ba cái rổ đấy. Mày nhá, lấy cái rổ. Mày nhá, ờ. Mày ba lấy rổ để ráng ra tắm. Lô tay bi, tao bên rổ đây mà. Hả? Ờ, đúng rồi. Để ăn đi nào, ăn một mình đây thôi. Hả? Đi ăn một mình đây vậy. Để đây đây. Hả? Đây là gì của bạn đó à? Cắt thời ốc này. Đây là gì của bạn ăn đó? Hả? Rất nhiều, hôm nay bắt được rất nhiều ốc với giam, cua, thịt cá. Một ít cá nữa. Mình đi ra bắt cá rồi đó. Bắt cá thôi nhé.
Bắt con cá vào đây. Xuống. Cầm cá đấy. Bắt đi. Cầm vào. Cầm lại đấy. Cầm lại đấy. Bỏ vào đây. Đi vậy. Cầm lên. À, tập nè. Tập cho quen nè. Cá đừng sợ. À, xuống bắt đi. Xuống. Xuống bắt nào. Rồi. Bắt. Bắt đi. Rồi. Cho lên đây. Cầm nào. Cầm cho cầm. Cầm lên. Cầm lên đây. Cầm vào đây. Đừng sợ. Đây. Bỏ vào đây nào. Nếu cho vào đây. Cầm vào đây. Cầm vào đây. À. Đấy, bị đang làm quen với những cá. Cá này đã không sợ cá, bây giờ có con vật ở xung quanh. Vào đây. Em đi cua, cua em bắt cua. Ai đi đổ ra đấy? Cua kia, cua 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 ra kia, gì ra mà cua? Bắt đi. Nào bắt cua đấy, cua đâu đây? À, từ 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 mùa hè mới này vào đây nhầm đây làm bình đâu đấy vào đây nhanh lên ngớt đi ơi đây này nhanh lên vào đây nhanh lên nhanh lên vào đây nhanh quá không quả ra nữa phần ba. Nào bây giờ đây. Bây giờ đây chạm nào. Nhanh lên. Xuống đây. Nhanh. Đấy vào đây. Nhanh. Xuống. Xuống bớt đi. Xuống. Nghịch nữa. Không. Nghịch gì đây. Xuống bớt đi. Xuống bớt đi. Nghịch. Không nghịch à. Xuống đây. Xuống đây. Nào không nghịch nữa. Bớt đi. Bớt đi. Cậu ơi đi. Cậu ơi, bơi đi. Xuống. Rồi, xuống đi. Xuống. Xuống bơi, nhanh lên. Nhanh bơi đi, tắm bẩn không? Nhanh lên. Nào, không nhìn nữa nào. Đi xuống đi. Nào, xuống tắm nó ngươi bẩn không? À, bơi đi. À, không có mượn đi cũng lỡ đâu. Đi cần cũng lỡ đấy nhá. Qua đây nào. Qua đây, qua đây nào. Nhanh lên. Qua đây đi. Qua đây. Thùng ơi. Bơi đi.
Bấy đi, bấy đi. À, bơi 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 đi bơi đi bơi nhà chồng bơi đi à. Bơi đâu đi à, không đua thì nhảy vào đây nhảy lên nhảy vào. À rồi rồi rồi. À dâu rồi á. Đây 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 đây. Đấy đấy. Đấy. Đấy đấy. Đấy bơi bơi lên đâu đấy. Rồi, rồi, rồi. Từ từ đó, từ từ đó. Bơi lên. Ba đang ngồi ăn à? Ba đang ngồi ăn hay ba bơi đi chơi đây. Nó sạch sẽ nhá. Này về bố ăn mình ngủ mình sắc nó xích. Ăn gì đấy, vào lấy có bài gì đó. Mặt này, mặt đây cái ấy này. Mặt đây ấy luôn này. Đây bùn này. Đây, đây. Mặt này. Đúng rồi. 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 Đấy, đấy, đấy. Rồi. Mặt sạch chứ. Nam xuống nhanh lên rồi bơi đi hôm nay để làm đi cái bể bơi nhỉ sắp tới hả xây dựng đi một cái bể bơi đấy thời gian con ở đây lâu mà nên là tranh thủ đang mùa hè làm đi một cái bể bơi đấy nhỉ đấy à. Đấy, đừng nghỉ chứ. À, đây xuống con đứng đây. Đứng đây. Đứng đây. Đứng đây. Đứng đây. Ngã dơ. Đứng đây. Ngã. Lên đây. Con không bơi, đừng bơi. Lên đây. Lên nào. Lên nào. Lên đây. Nào lên đây. Lên đây. Đấy, 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 ngồi đây. Cảm ơn một sạch nhé. Chích kìa. Thế đầu tí nữa. Chích lên, nhắm mắt lại. Rồi. Rồi, ok. À. Mẹ ơi. Thế thì mẹ mặc quần áo cho Bibi luôn này. Bibi là ba mặc quần áo đi nhá. Thank you.
Cà chua chín rồi. Thôi tí ra đấy. Hôm sau để ba bán cái tiền nhá. Cái quả này dùng rồi này, tí dùng rồi này. Tí đừng ăn, tí ăn xấu. Tí nấu, để nấu cá nhá. Hả? Mình làm món cá nhá. Đi nhờ. Đi hay rau đi, đi hay rau để ta làm món cá nữa. Đi, đứng trước. Đứng trước, để lấy một quả. Đi. Đây này, thầy rau đây đó. Con này, thầy rau đấy đâu. Thì làm à, đây này. Thầy rau đây. Thầy rau thì là này. Mình làm món cá đường nhé. Thầy rau thì là. Mấy miếng nữa. Vâng, ngả rồi. Đi sang đây, nhanh lên. Đi nào đây, đi. Đã đừng ngắt cá đấy. Chị đi nào. Nó càng khi ăn được cá chân đấu chín. Đấu chín. Đi chạy vào nhà lấy cho 3 cái rổ. Chạy vào nhà lấy cái rổ đó. Lấy 3 cái rổ đi bán. Đi cho nó vào nhá. Ca làm gì? Nào. Ca làm gì? Đây quả ớt. Đi đi đưa đại đâu rồi đấy. Đây. Cầm cầm mấy quả ớt này. Cầm cái này đâu kia. Đi nhá. Cho con rổ nhá. Đi đi. Đi lên rổ nhá. Đúng rồi. Thả vào đấy. Giỏi nhờ, đi giỏi đấy nhờ. Hả? Giỏi đấy. Hả? Ba học điều rồi. Gì đấy? Ớt à? Thầy ớt thế à? Ớt cần rồi đâu? Ớt nhiều rồi. Đây, bao mình thấy riêng. Nghĩ làm gì đây? Hả? Đây em. Hả? Mình nhiều cây riêng này mình. Thằng này riêng á. Thằng này riêng á.
Hả? Nó không có lấy ớt nữa đâu nhá. Ớt nhiều rồi. Dành cho ngay riêng á. Đấy, cái riêng ngon. Như nào Bi? Đi. Xuống lên. Đi. Đi. Hả? Riêng đấy, riêng đây mình thấy rau này mùi thơm, mùi thơm mình cho vào đấy luôn, nhiều gia vị. Đây là hẹ nào đi, cái cay đấy ạ. Thôi mình phải chế biến đi, rửa qua đi. Mình thử riêng, riêng này làm nước cá dễ ăn. Ngồi đi, ngồi làm gì đấy? Mình tóc bạc à? Hả? Bia đấy nhá, để bá vào lại cái dao nhá. Cái dao ra đây còn riêng nhá. Nhá. Hả? Đi ngồi chung, ngồi chung, ngồi chung, ngồi chung. Ngồi chung đấy. Xuống, 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 xuống. Đấy. Ngồi đấy, canh đấy nhá. Nhá. Đi lấy gì đấy? Nào, có lấy đâu, cặp đốt ra đây. Hả? Cặp đốt hết rồi mà. Hả? Đi giỏi thế nhở? Hả? Giỏi thế. Con đi hái được cả cà rốt cả. Đó, cà rốt rửa coi. Đây nha, món này cho mình món cơm gà. Hôm nay cái món này là sẽ đi đi thưởng thức ấy. Cà phê ngon. Còn sơ chế thì ở đây hả? Dê đi. Đi đứng ấy vào cái phần rễ này. Đây là công tác chuẩn bị để làm món quà cho hai bố con là đi tạt bắt được rất nhiều cá. Làm đi, cái gì đấy? Đi. Hả? Đi ăn đi, cấy. Riêng này cấy. Đấy, cái này thì mình cho vào luôn, mà nó còn ngọt. Mình biết đánh. Đây để mình cắt ra. Hai nhà mình cắt lưỡi. Đi xuống đây. Cay đấy, anh này bị cay mấy lần không nhớ à? Thằng T
dày. Mà đi đường đường nó hành nó cay. Cay. À, chúng ta đưa lại đầu này chế biến ra bia. Đi ơi, đi. Đấy, đi. Đấy, chưa? Đấy. Đó, hả? Đấy. À, mình chế biến nhá. Thế là mình mất cà. Đấy, bị cắt tay đấy, cắt tay. Chưa ăn được cái này. Cà này chưa ăn được, thấy chưa? Cà này chưa ăn được. Nhớ không? Cà này thì mình thái thái cái này thì tí nữa gì ăn. À, bị cắt tay ra, cắt tay. Đấy. Nó cà. Cà này là cần nhiều. Không ăn được đâu, không ăn được. Chưa ăn được, chưa ăn được. Nè, không ăn được. Ăn được. Cà cái gì ăn nhỉ? Rồi cắt cái tay đó. Cái đã cái mắt, cái mắt. Mình làm nửa củ thôi nhỉ. Nhiều nhiều quá, biết đấy. Cắt tay. Đấy. Đó. Đấy, cắt tay. Bao nhiêu người và thắc mắc là tại sao người dân gần đây bố không quay làm được món ăn. Để thực tế về đây mình nhiều đồ, ngoài kia thì làm món ăn hàng ngày thì bố quay nhiều quá sợ mọi người không thích xem. Đấy, mình ngồi xuống đấy. Bữa nay hôm nay bố thử quay lại nấu ăn, hy vọng là các bạn luôn ủng hộ những video của bố với BB đấy nhỉ. Đi ăn hành. Đấy, đây này, cái này ngon nhá. Cái này tí là mình cho vào trong đứng cay mà. Ăn được nhỉ? Cay đi ạ. Cái này mình cho vào đỡ vị tanh của cá. Đi ngồi đấy nhá. Đi ngồi đây, bác vào lấy cái bát để đựng cho đi. Thấy không? Rồi. Hả? Cay. Để cay. Cay mà ăn được à? Hả? Cay mà phải ăn được à? À, có gì đâu. À. Cho cái này vào đây. Mà cái này mình tí là mình cho vào bụng con cá. Sợ vẫn hơi nhiều. Hơi nhiều. Còn cà chua. Đấy, bị đánh nhá. Cái này. Cái này. À, cà rốt à, rồi đây. Để vào đây. Phải có một cà rốt đi. Thì đi này ăn được ngon đấy, để bà cắt cho miếng không? Ăn miếng. Nè, đưa ra cái rễ đấy. Rồi. Này này BB giúp bố tìm được củ cà rốt. Rất là ngon. Đấy, mình cho vào đây. Cà rốt này đi.
nhiều gia vị. Cái này mình chiều này mình ăn mỏng á. Bên đất nước cam có củ riềng này không? Ở Việt Nam thì đất vùng đất nhiệt đới rất nhiều riềng. Riềng này nó tính nóng. Thì là nhá, thì là mùi tàu. Cái này thì nó sẽ làm điểm thêm gia vị cho món ăn này. Cắt tay. Ớt này thì được nhỉ, cắt to to thôi. Biết không? Hành. Đây là hành. Đây cà chua. Mình cắt tay vào đấy nhá. Đấy không? Nào. Riềng rất đa dạng nhé, cà rốt này, riềng này, cà chua này, đấy, hành lá này, mì tàu này, cà này, rất nhiều. Thì đấy là xong cái khâu sơ chế nhé. Biêm đi để bác cắt cái này nhé. Đi lên đây, lên đây. Ngồi xuống để bác đi bắt cá, hót cá vào nhá. Tắt vào nhớ đi. Rồi. Cá sụn rất là sạch rồi. Yeah.
đi tránh đứng lên. Rồi 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 chờ tí. Rồi tí là tí là đây bạn. Nó bi chờ tí là có mình thơm. Nào bi đi ngồi đây nhá, ngồi chờ tí nhá. Thấy chưa? Đi ngồi đây, ngồi đây chờ. Đó, giờ nhạy kìa. Ai chơi nhá, để ba vào được cái mâm nhá. Lấy gia vị ra mình chế biến. Ờ. À, từ từ. À. Mới canh đấy. Đây 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 đây. Đó, mình lấy ra, mình ra lấy thật nhá. Đi đi. Đi, đi, đi nào. Đi. Này. Mình mang ra ngoài này, cái giấy bạc đâu đây nhỉ? Để đi ngồi đây chơi nhá. Con lấy quần giấy bạc nhá. Hả? À? Nào. Đi. Ra ngoài kia, đi đi. Đi. Đi, ra kia đi, ra kia đi. Đi ra ngoài đây. Đi đây. Đâu? Đi. Đi ra. Cái này đấy, làm gì đấy? Nào, cái đem ăn được nào, đến, vào cái này phải. Giờ mình đi vào đấy nào. Này, đi vào. À, đó, 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 đó. Đi đánh, đi đánh. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Rồi, đấy, đi ngoài. Đi đấy, đi ngoài. Đi đi, 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 đi. Đi, 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 đi. Đi, 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 đi. Đi, 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 đi. Đi, đi đi ra sao 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 đặt cá lên đây nhá. Đây là thao vào đây này. Đây nào. Bia, chén đã set. Đi. Đây.
này rất kỳ công. Đấy. Mình làm rất là kỳ công. Phía đây ba lấy lửa nhá. Quay đi lấy lửa. Đi cả mười đêm gì? Tụi đây. Đóng rồi. Đi xuống, sáng đấy. Sáng. Biết đánh. Cái này là hơi lâu ấy, hơi chín ấy. Thế là mình, sau mình khô mình phải chờ. Rất là khó chịu. Đi đâu cái đấy đó, đi đâu cái này đó.
là ba bế nè, mồ hôi toát. Anh ấy đi vào tắm. Và tắm cho đi đi nè 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 quá nè rồi lên cơ bắn này cả cái chim thôi đi ăn tiêu thôi nhá. Bí giỏi, bí giỏi, bí giỏi, bí ăn đấy này, bí giỏi quá. Ngon đi, ăn đi bí, ăn này. Này có cảm. À, bí biết bật cả về hả? Cái cái mật giỏi đây thì bí ăn. Bí biết bật cả về cho bà ăn cái gì mà bí giỏi đây ấy, bí giỏi. Đi ra cái con cá chép to nhỉ.
đi ăn cơm mình này đi ăn cá nhá. Cá thôi tôi đi này. Cá, cá to. Bắt được đâu được con cá to nhỉ? Chà, đi giỏi. Rất là ngon. Bá với bí đi bắt cá về hả? Giờ về đợi bùng à. Ăn ngon nhỉ. Giỏi. Bí giỏi quá. Này. Cho rượu của bí đây. Rất là ngon. Đấy. Để bí ra một cà rốt này. À, cà chua này. Ngon không biết. Hả? Ở đâu? Ngon nhỉ. Ngon quá gì nữa. Con cá siêu ngon lên đây. Nè, nắm cà rụt. Nhân giỏi nha. Ăn một con, lấy cái đầu ra nhé. Ăn một con đầu. Đấy. Chúng ta biến cá nhé. Cá đi không tiên cá. Cá không? Cá không này. Không tiên cá. Đây, cà rốt có đi này. Để chín lâu này. Nào để biến. Để biến tìm bí nào. Ăn canh nhá. Đấy canh. Xúc. À cho thêm một miếng bí nữa, miếng bí nó ngọt này. Đấy từ từ. Nè. Nè nè. Xúc chứ. Bí ngon không? Ăn bí hôm rau mẹ nhà nấu canh bí cho ăn. Bí thích ăn bí hả? Cảm ơn mẹ. Cảm ơn thật. Canh, cầm tiêu canh. Cầm tiền này, cầm tiền đây. Thằng tiền này, đây đây đó. Cầm tiền đi. Canh đấy, đúng rồi.
Đúng rồi, ăn đúng đó. Nhiều nhỉ, cơm canh.